chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay hai chồng mình với hai chồng bà chị mình chuẩn bị đi chạy Vinh nha các bạn. Đây, chuẩn bị lên đường đi chạy Vinh. Mình đi chạy Vinh mình có gì hay hay mình quay cho các bạn xem nha. Tiếp tục cuộc hành trình. Tiếp tục hành trình. Rồi, lên đường thôi. Mình cũng tới địa phận thành phố Bạc Liêu, Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ mình cứ tiến thẳng qua bên mà phà về Trà Vinh nha các bạn ơi. Đây bắt đầu mình vô thành phố rồi đó. Mình cũng tới địa phận thành phố Bạc Liêu, Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ mình cứ tiến thẳng qua bên mà phà về Trà Vinh nha các bạn ơi. Đây bắt đầu mình vô thành phố rồi đó. Đây là chùa ở Sóc Trăng này các bạn. Không biết tên chùa là chùa gì luôn. Nhưng mà lớn lắm nha các bạn ơi. Lại đi. Bích không mắt. Tới bên phà Long Phú nha các bạn. Phà Đại Ngãi, xin lỗi. Ta chưa mở cổng mà chị. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị lên phà luôn nha các bạn ơi. Hơi ồn quá nha các bạn. Mình cũng đã tới phà Đại Ngãi rồi các bạn, mình chuẩn bị xuống phà nha. Rồi chút nữa lên phà thì mình cho các bạn xem trên Trà Vinh có gì nha các bạn. Mình qua phà nha các bạn.
Mình đã lên phà nha các bạn. Bây giờ mình hướng đến phà Cầu Quan đó nha các bạn. Mình nhìn được cầu. Tới Trà Vinh này nha các bạn. Bây giờ mình ghé quán đặc sản của Trà Vinh là bún mắm với bún riêu cua đồng nha các bạn. Đây. Cũng đói rồi, khiến cái gì bỏ bụng các bạn ơi. Đây, em trai làm bún bún mắm, bún riêu. Có thịt heo quay nữa ha em. Bún riêu có giò heo không? Có. Chọn giò heo cho nóng nóng chút nghe cưng. Đây, hai người ăn bún mắm, hai người ăn bún riêu. Hello, hello. Mắm ngon bên, riêu ngon bên. Đây. Mình ăn xong rồi là mình tiến thẳng về về địa điểm của mình luôn nha các bạn. Bữa nay mình đi ăn tiệc ở trên Trà Vinh nha các bạn. Đã đến thành phố Trà Vinh nha các bạn. Đây, mình cũng đã đến đây rồi, chờ người ra đón các bạn ơi. Nhưng mà mình cũng không có biết đường đi các bạn. Chờ con nó chạy ra rước á. Từ Bạc Liêu mình đã đến Trà Vinh là mục đích là mình đã đến nghe các bạn. Bây giờ mình tiến thẳng vào bên trên để coi con mình tổ chức sinh nhật gì đây nè. Đây không cảnh rất là đẹp các bạn. Chụp có hình nhau. Cái ăn thử món này thì coi sao chế. Ngon không? Ngon không? Rồi mời cả nhà cùng ăn với gia đình mình nghe cả nhà. Cả nhà có xem clip này cho mình xin một đăng ký kênh và một like nghe cả nhà. Để mình có thể ra clip nhiều hơn cho các bạn xem nghe. Rồi xin kết thúc clip tại đây nha các bạn.
Rồi xin chào rồi. Hẹn gặp lại các bạn.